cái khởi đầu cho cái phong trào của tôi. Cho nên là một người mà nắm được cái tác phẩm đi bảo tàng ở đây thì là số một luôn. Bảo tàng ở đây và Venice là hai cái nơi mà mọi người sẽ tập trung vô cùng nhiều các tác phẩm cực lớn. Cái bức tượng gốc ấy, mọi người chắc chắn là sẽ đã từng nhìn thấy ở đâu đấy trong phim ảnh hoặc là trên báo chí, cái bức tượng của anh David D, cái anh David mà không mặc đồ ấy. Đó thì là được điêu khắc ở cái thành phố này, và cái bức tượng gốc thì là ở bên ngoài một cái quảng trường có một cái bức tượng của anh, nhưng mà cái bức tượng gốc thì nằm trong một trong số những cái bảo tàng trong thành phố này. Thank you.